Sig Sauer MCX Virtus là một thiết kế súng trường độc đáo có một số điểm tương đồng với AR-15, nhưng có nhiều tính năng giúp nó bền hơn, dễ thích ứng và đáng tin cậy hơn bất kỳ loại súng trường nào khác cùng loại. MCX Virtus là sản phẩm của công ty chế tạo vũ khí Sig Sauer của Thụy Sĩ. Nó được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 và là thế hệ thứ hai của dòng súng Sig MCX. Với hệ điều hành piston khí hành trình ngắn, Virtus ít phải bảo trì và có khả năng bắn ngay cả khi gập báng. Virtus có một bộ phận bảo vệ có thể tháo rời dễ dàng và được thiết kế nhanh chóng hoán đổi nòng súng để thay đổi cỡ nòng. Nhà sản xuất đã cải tiến một số tính năng của Virtus, bao gồm tăng độ chính xác, cung cấp module bổ sung và nâng cao tuổi thọ sử dụng hơn 20.000 viên đạn mà không cần thay thế bất kỳ chi tiết nào. Giữa nòng, báng và tấm bảo vệ, Virtus có thể được cấu hình hơn 500 cách khác nhau cho bất kỳ nhu cầu hoặc nhiệm vụ nào. Về thông số kỹ thuật, Virtus có nòng dài 40,6 cm, cao 20,3 cm, tổng chiều dài 90,1 cm và rộng 71 mm. Súng có trọng lượng là 3,6 kg và có hai phiên bản sử dụng cỡ đạn là 5,56 x 45 mm chuẩn NATO và 7,62 x 35 mm. Virtus có 3 biến thể là Patrol, Pistol và SBR với màu Steel Grey hoặc FDE. Theo Ron Cohen, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Sig Sauer, công ty đã cung cấp súng để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các đơn vị chuyên môn trong nhiều thập kỷ. Tương tự như súng lục P320, MCX Virtus được tạo ra để trở thành nền tảng module tối ưu, một thiết kế sẽ thay đổi nhu cầu về súng trường hiện đại trong nhiều năm tới.